6 đến 7 mà vẫn phải bắn cho cái tàu lanh chanh. Đi đi. Em tưởng là anh hát dở. Lấy cái này đeo cái miệng lại đi. Em tưởng anh hát dở mình vô tay. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đây, một hồi nó tới cô lên cô chứ giả dưới tờ cho cô thấy. Trời ơi, gì cái gì. Hỏi người mà nhỏ em đang thương tên là gì? Thưởng. Thưởng. Thưởng, hai thưởng là Thương Hải. Thương Hải. Hay quá. Nhát. Đúng rồi, nhờ em nhắc ngừng mới trả lời được á. Em ơi, bớt nói lại đi. Em quay lại đi. Em nghĩ là em nói như vậy thì anh Luật cũng sẽ biết. Không phải biết, nhưng mà tôi đang nghĩ là người nước ngoài. Người hai, tôi tưởng đâu người Hàn Quốc trai vậy. Hai thử, mà chưa có nghĩ ra. Tôi tưởng là người nước ngoài. Nói chung là Lan Ngọc ở dưới đã không giúp gì còn hại đội. Đúng là bất tài. Tạo nét ghê lắm, lên đây rất quớt. Đúng rồi, em ngồi ghế thì cũng được, nhưng mà ở dưới em sâu sắc lắm. Chưa kịp đọc luôn, chưa kịp đọc luôn. Tay nhanh hơn não rồi. Bởi kiểu hay gây dẻ. Hay gây dẻ. Gia đình ba buồn lắm em, ba mẹ buồn á. Thật sự á, cháu em cũng coi này. Thất vọng về gì đó. Là lớp ủa gì mà chơi chương trình. Không phải vì tôi. Trời ơi. Trò chơi này với quý vị thì quá quen thuộc. Và hôm nay chúng ta có người mới là chị Lê Khánh sẽ chơi. Chúng ta sẽ có 3 cặp đấu với nhau. Khách mời được chọn đầu tiên. Chơi đồng trang lưới thì chị với Luật. What? Chị Khánh thông minh lắm. Không khó, chị không biết gì hết, chị nói thiệt luôn á. Thôi, bây giờ cặp đầu tiên ạ. Em và Trương Thế Vinh. Xin mời. Trời ơi. Câu đố của chương trình chúng ta. Vâng. Sẽ có nhiều lĩnh vực: thiên văn học, địa lý, giáo dục công dân. Thiên đầy đủ. Văn học. Và có về đố chơi, đố vui, đố chữ, đố mèo. Đầy đủ ha mọi người ha. Bạn cho tôi góp ý. Sau này đề nghị chương trình bỏ thêm vụ buôn bán đồ vô nữa. Tại vì tôi với chị Khánh giờ là dân buôn bán rồi. À vậy hả? Buôn bán là tính toán đó. Tính toán. Ví dụ này Lan Ngọc nè. Ngọc con, hãy trả lời câu hỏi sau đây của thầy. 3 x 2 trừ 9 cộng 6 bằng bao nhiêu? 3 x 2 là 6. Trừ 9. Trừ... không không. 9 cộng 6 12. Ủa đâu ra âm rồi? Ra thì âm thì kết quả là âm. 6 là 3. Với lại cộng 12 là 15. Ê 10 chín chín bằng chín bắt bằng chín bằng chín. 3 x 2 là 6 trừ cho 9 là âm 3 cộng cho 12 là bằng 9. Cộng cho 6 mà. Cộng 6 à. À cộng 6 thì là. Thôi tiếp tục chương trình đi. Đó chị thấy đó, kiến thức bên em như vậy đó. Nghe đề chưa kỹ thôi. Ồ tụi em cũng em là phải màu màu vậy để cho đồng đội người ta sợ. Đúng đúng, khiếp quá khiếp. Đúng rồi, đồng đội sợ đó. Ủa đi chơi mà cho đồng đội sợ chi vậy? Bà đó là đối thủ rồi, đối lộn. Ôi bạn. Tại sao những người thông minh thường bật đèn học cả đêm? Là chữ gì? Hả? Hả? Chữ gì? Ê. Hả? Mở đèn thì? Sáng. Sáng trời dạ. Bởi vì đó là những người có kiến thức. Phải sáng dạ. Sáng dạ, sáng dạ. Sáng dạ. Nói rồi, nghe nè. Sao? Sáng dạ, sáng dạ. Bật đèn rồi sáng dạ. Dạ là đêm. Bật... sáng. Tại sao những người thông minh thường bật đèn học cả đêm? Là sáng, sáng suốt. Chính xác. Hay quá Khánh Hồ. Tôi không chơi với chị. Em ơi, không biết đừng giơ tay, giơ tay thua. Tại vì anh đi thì anh có mấy đọc đừng có đấu gì hết trơn á. Em đi vô đi. Nhưng mà em chơi mà rồi không vậy? À là chị nói là sáng dạ em ok kiến thức. Ý là em nghĩ là cả thức cả đêm để đèn đó thì nó là có kiến thức. Rồi, câu tiếp theo. Chú heo con ở bàn đòn, chứ có ngà nên con trẻ con. Sao chú heo được? Dừng ra, dừng ra, chú đi. Sao chú heo cho tay lên? Người ta hát cái đó mà, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đó, cái đội em vậy làm sao em tập trung thi cử được. Biết thì im đi, mày đặt nói ra bên đội ta biết rồi. Chú heo coi là đó. Đó là sai gì trong câu hát vừa rồi. Đó. Giơ tay giơ tay. Nãy giờ đang nói vậy gì. Ý là câu này bỏ rồi. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà giờ mình nói cho mọi người biết tên là lanh lanh. Không phải, cái này gọi là nhắc. Đồng đội phá chứ bộ. Gì đó. Là mày ta đi tính thua. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu điện bảy mà vẫn phải bắn cho cái tàu lanh chanh. Đi đi. Em tưởng là anh hát giỡn. Lấy cái này đeo cái miệng lại đi. Em tưởng anh hát giỡn. Quê á. Viên mượn hoa, cái gì để đội lên đầu mà hoa lại dặn không được cúi đầu? Trời ơi. Anh Luật. Vương miện. Yeah.
Thiên muộn là phương biện. Tuyệt vời tiếng lực. Câu này vô cùng dễ. Mấy đứa ở dưới hay ra vẽ. Lên đây banh cành mặt hết. Câu này dễ nè. Loài cá nào có số trong cái tên của nó? Trời ơi, mẹ giơ tay đó. Cá cờ. Ba. Cá ba đuôi. Hai. Cá ba đuôi. Rồi nhắc luôn. Nhắc nè. Cá bảy không, em tưởng là thua rồi. Cá bảy màu. Ờ, cá ba đuôi. Cá ba đuôi có ba sa. Trời ơi, tức. Cá ba đuôi, cá ba sa, cá bảy màu. Quá trời cá. Vô thi nó khác. Với lại bên đồng đội tôi có gì chứ mồm cái câu nào mà dễ quá. Trời ơi, lướt áp lực tôi không à. Cũng vậy mà nãy mới giơ tay mấy lần á. Anh đúng. Thì đó. Hối mình giơ tay. Xong giơ tay xong mình cũng chưa nghĩ ra. Trời ơi, dạ, cái mình giơ tay. Trời ơi. Đây, một hồi nó tới cô lên cô chứ giả dưới tờ cho cô thấy. Trời ơi, gì vậy? Câu này là thuộc về Thúy Ngân luôn. Ủa hả? Dạ. Thúy Ngân trả lời không được câu này thì đừng về quê nữa. Ôi, cay lại Tiền Giang rồi. Căng thẳng quá. Miền Tây. Về miền Tây gạo trắng. Vậy mà thì có vậy mà đồng đội bị thua giống gì vậy đó. Chợ nào dùng để nhai? Trời ơi. Cái gì? Quay. Chợ nào dùng để nhai? Chợ nào dùng để nhai? Ê, chợ cái răng. Không có. Đọc lại câu hỏi thôi à. Tôi đâu có quay ra tôi nhìn đây đâu. Bên đây nhắc à. Bên này hợp lệ. Quá dễ Ngân ơi. Chợ nào chịu thì mới chợ. Là chịu thì bà chợ. Không chịu bà không chợ. Đó, những mấy cái câu xàm xàm là tôi vui lắm. Ủa, lý do nó bắn tâm lý rồi kìa. Khoan bạn cho tôi nghe bên này ù rồi. Bên kia rồi. Chị hai thưởng cho nhỏ em món quà để dụ nhỏ em khai ra rằng nó đang thương ai. Hỏi người mà nhỏ em đang thương tên là gì? Thưởng. Thưởng, hai thưởng là Thương Hải. Thương Hải. Hay quá. Ơi em nói thì là đầu tao biết luôn á. Nhát. Mai mờ. Đúng rồi, nhờ em nhắc Ngân mới trả lời được á. Em ơi, bớt nói lại đi. Em quay lại luôn đi. Em nghĩ là em nói như vậy thì anh Luật cũng sẽ biết. Không phải biết, nhưng mà tôi đang nghĩ là người nước ngoài. Chị hai, tôi tưởng đâu người Hàn Quốc trai gì. Em đang nghĩ đến chữ hai thử. Mà chưa có nghĩ ra. Tôi tưởng là người nước ngoài. Nói cho bà Lan Ngọc ở dưới đã không giúp gì còn hại đội. Sao bất tài. Đúng là bất tài. Tạo nét ghê lắm, lên đây rất quớt. Đúng rồi, em ngồi ghế thì cũng được, nhưng mà ở dưới em sâu sắc lắm. Trời ơi Ngọc ơi, bất cứ câu hỏi nào em cũng sẽ nghe câu đó. Trời ơi Ngọc ơi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên. Bà chúa Thơ Nôm là Hồ Xuân Hương. Là Hồ Xuân Hương. Mời trả lời. Trời ơi Ngọc ơi. Gọi cho tay đạo. Giơ tay rồi. Giơ tay mời trả lời. Mời trả lời. Là Hồ Xuân Hương. Chị Khánh không cần làm gì cả, ngồi không chiến thắng. Câu hỏi của chúng tôi lẽ ra nó sẽ như thế này. Bà tưởng là ai đó? À đúng rồi. Bà chúa Thơ Nôm là Hồ Xuân Hương. Vậy ông chúa Thơ Nôm là ai? Đó là câu hỏi của chương trình. Ông chúa Thơ Nôm, ví dụ để tụi em thử trả lời được không? Ví dụ Xuân Diệu. Cái nữa. Tôi đề nghị bây giờ đừng có bỏ giấy, bỏ miễn chai vô đi. Không có ông chúa Thơ Nôm. Câu tiếp theo. Chim ruồi là chim. Này mắc cười quá. Đưa đây em trả lời cho. Trả đi. Không có. Chưa giơ tay mà đúng không? Sóc chuột là sóc. Vậy rắn mối là rắn hay mối? Là rắn. Rắn. Không phải rắn, không phải mối luôn. Mà là thằng lằn dành bò sát á. Nó là bò sát, chính xác. Bò sát có chân. Nó là bò sát, chính xác. Phải tỉnh táo. Trời ơi Ngọc ơi. 2-0 rồi đó. Chị Khánh chưa trả lời gì hết, thua 2-0. Ngồi dưới thông minh. Lên trên. Đây chưa đọc hết câu, giơ tay.
Tới lúc đọc hết câu rồi trả lời sai. Rồi núi chơi hết ngày giờ người chơi người kia nữa. Để Ngọc nó phát huy. Em xin chưa kịp đọc luôn. Chưa kịp đọc luôn. Tay nhanh hơn não rồi. Bởi kiểu hay gây dẻ. Hay gây dẻ. Gia đình ba buồn lắm em. Ba mẹ buồn á. Thật sự á, cháu em cũng coi này nhiều. Thất vọng về gì đó. Là lớp ủ gì mà chơi chương trình Không Phải Vì Tôi. Trời ơi. Câu tiếp theo. Đức học giỏi toán nên hay giúp đỡ bạn bè thì gọi là gì? Nửa số tay nữa kìa. Trời ơi, chị chưa, chị Khánh chưa suy nghĩ hết mà thắng luôn rồi. Năm. Đức độ. Ba không. Đức học giỏi toán thì gọi là đức tính tốt. Ôi ơi, nãy em nghĩ là đức tốt. Nhưng mà kỳ. Đức tính tốt. Học giỏi toán. Đức tốt thì mình đốt mới tức thôi, có gì đâu em. Không, nhưng mà cho em giải thích được không? Cái này đức độ vẫn được. Tại vì mình là... Khoan, đức độ vẫn được là vì sao? Có nghĩa là giống như là cứu nhân độ thế vậy đó. Giúp đỡ người ta mà. Giúp đỡ người ta mà. Câu tiếp theo. Chỗ chết men nên thua 4 câu. Bánh. Một loại bánh gì tên một loại trái cây nhưng không có trái cây bên trong? Cái gì? Bánh gì tên một loại trái cây nhưng không có trái cây bên trong? Quá dễ. Dễ. Năm. Mời. Bánh cam. Bánh cam. Là nó không có cam bên trong. Đúng vậy. Bánh cam. Câu tiếp theo dễ luôn. Bánh gì tên một loài hoa nhưng lại không có hoa? Bánh bông lan. Trời ơi. Trời ơi, Ngọc ơi. Em cả nhà tự hào về chị Khánh ơi, cố lên. Không, chị Khánh giỏi lắm mấy cái này. Không có đâu, hên. Ngọc làm không lợi đâu, thấy không? Hồi nãy giờ chị Khánh ngồi điềm đạm, bà Ngọc nhảy lên không trả lời đúng một câu luôn. Một câu rồi hồi nãy đó. Hiện tại bây giờ là 5-1 rồi đó. Câu này dễ. Còn 4 câu nữa. 9 hạt gạo bằng mấy hạt cơm? Trời đất ơi. Tôi. Hả? Tôi. 9 hạt gạo. Là 9 hạt cơm. Là 1 hạt cơm. 1 hạt cơm thôi hả? Hạt gạo chín đó. À, hạt gạo. 9 hạt gạo. Trời là chín á. Liệt kê thứ tự chuyển kiếp của nàng Tắm khi bị mẹ ghẻ sát hại. Sát hại. Rồi chị Khánh giơ tay. Rồi chị Khánh biết cái này. Hết câu chưa? Mời trả lời. Đầu tiên là đầu tiên lâu. Đầu tiên, kiếp đầu tiên đó là cái xoan đào. Cây xoan đào. Cây xoan đào, xong rồi làm con chim vàng anh, xong rồi tới tới nàng tiên, cô gái giúp cho bà già. Sai. Trái thị là cái này. Đầu tiên là con chim. Đúng rồi. Sau đó mới tới cây xoan đào, mới tới khung cửi. Cuối cùng mới là quả thị. Khung cửi nữa. Có đóng nhưng lâu quá. Quên. Câu tiếp theo có nội dung như sau. Con gì có tên bắt đầu bằng chữ N và kết thúc cũng bằng chữ N? Trời, quá dễ luôn. Ngọc ơi. Dễ luôn, quá dễ luôn. Quá dễ. Ngọc ơi. Quá dễ. Quá dễ. Quá dễ luôn Ngọc ơi. Bây giờ tôi sẽ nhắc nha. Con ngang. Đúng rồi. Quá dễ luôn. Đồng đội em á, làm em nhức đầu luôn. Con lùn. Quá dễ hả? Trả lời. Con mời trả lời. Con ngang. Ngang rồi, đáp án khác. Không, tôi biết con ngang một thôi à. Con nhện. Con nhện. Thì đó, quá dễ luôn, sao em không hiểu được Ngọc. Em ngồi dưới em áp lực tụi tôi. Đúng nghĩa quân tự trả thù 10 năm không muộn. Anh không sợ đội mình thua hả? Không, không sợ đâu, tôi muốn đội tôi thua luôn. Câu này thông minh nha. Rồi xong. Câu hỏi nào mà Khánh và Ngọc sẽ phải trả lời khác nhau nhưng vẫn đúng? Ê! Trời, quá dễ luôn. Câu hỏi cái tên. Năm sinh. Năm sinh. Tên, tuổi. Đúng rồi, năm sinh cũng vậy. Sinh năm mấy? Đúng rồi. Sinh năm mấy? Không, đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Có một bạn tên là Tiên. Cái gì? Tiên, Thùy Tiên hay Tóc Tiên gì đó. Tiên luôn muốn đi đầu trong mọi chuyện thì gọi là... Tiên Phong. Người ta nhanh tay hơn thôi. Bạn này trẻ. Hiện tại đang huề nhau. Chủ gia đổi huề hết luôn. Wow. Chúng ta phải có một câu hỏi phụ để cho
Ủa tụi em luôn hả? Chứ đúng gì rồi. Nữa xong cả đội đi chứ ấp thôi, thôi rồi không, không phải anh Giang cho em giải thích, chị Khánh thua không sao, đồng đội người ta vẫn hả là chia sẻ, còn bên mình ta là nghiệp báo chị chiếc em không sống được, chính xác là sâu xé em không sống được. Không sống được thì em nhảy xuống đi. Em mà lật lên. Không, tôi không lên. Câu trả lời đội đúng không? Em nghĩ đi, tôi mà lên đó tôi thua, tôi có mặt mũi nào tôi về đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi liệt kê đi ha, cho nó gọi là ha. Thôi. Quánh xì đi, quánh xì 3 2 1. Quánh. Muốn trước hay sau? Sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kể tên. Sau 5 giây bên nào dừng lại thì bên kia thắng. Khoan, bây giờ là để cho công bằng. Bố nó mình quay lên vậy đi. Đúng rồi. Không, anh có quay lên hay quay xuống vậy em cũng không rồi, có biết. Rồi, chị Khánh là người phải trả lời trước, bởi vì Ngọc thắng được quyền ưu tiên là chọn sau. Chúng ta bắt đầu bằng chữ N, kể tên tất cả các con vật bằng chữ N, ai dừng lại 5 giây thua. 3 2 1 bắt đầu. Nhện, ngang, ngỗng. 1, con 3 2 1. Thắng. Thắng. Ngựa. Ngựa đâu? Con ngựa. Cái đó là nhắc hay là chửi? Ngựa. Bây giờ hết con ngựa rồi, tính con gì? Bây giờ trước mắt là con ngựa đi. Không biết con ngựa. Con nhím. Nhím. Anh Giang. Cái gì? Vấn đề là em đã bị cái câu con vật N đó nó làm cho... Con nhum được không? À? Nhum được rồi. Nhưng mà ít con N lắm. Bảy, con ngựa nè, con ngỗng nè, con ngang nè, con nhum nè, con nai nè, con nhím nè. Con niễn có, con niễn. Con nhóc nè, con niễn nè. Con nhóc là cùng họ với con nhím. Đó, đó. Mọi người biết nhiều. Nhiều nhưng mà em... Con nồng nọc là em nữa. Con nồng nọc. Em hạn chế mấy cái đó. Có thể chơi đồng đội được hay không? Chứ đồng đội em... Bây giờ tôi muốn Lan Ngọc chơi một cái gì đó về tính toán với là chị Khánh. Luật chưa hài lòng đúng không? Rồi, mời Ngọc xuống, mời Luật lên. Yeah. Mời Luật lên. Chị em đi, thử đi, mình chơi vui thôi. Tôi mà. Với chị. Ok. Ngay sau đây là một câu đố mà ai cũng đã từng được đố, đã từng được chơi hồi lúc đi học hồi nhỏ. Khi nào 4 chia 3 bằng 2? Đây. Không, 4. Là phép tính sai nha. Đây. 4 là tứ, 3 là tam, tam tứ là tư, 8 mà lấy 8 chia 4 là bằng 2. Gì vậy? Tứ chia tam là 8 chia 4 đó ông ơi. Tứ chia tam là 8 là 8 chia 4, 8 chia 4 phải bằng 2 hả? Chính xác. Rồi. Hay quá Luật ơi. Tôi không chơi nữa, thắng rồi thôi. Ăn xin non. Bây giờ là trò chơi tiếp theo. Yeah.